con Mần gãy đây nè, rồi Mần đi 11, 12 giờ đêm vậy đó. Nghe đứa nít khóc một lần, con Mần bên đó đâu, cả chỗ đó, con nghe đứa nít khóc đâu ngoài ô ngoài này nè. Cô giỏi đừng biết đi ra, cô giỏi, còn lúm trong mà không thấy trời chắc. Ta nào đừng lỗ lỗ dài dài đó, lấy vàng nói vậy đến đó. Mà Mỹ Thành thì dữ lắm mà, cũng không biết cái đời nào, hỏi mấy ông già xưa hồi đó, mấy ông người dân tộc đó. Vâng, ông Quỳnh Tân xin mến chào quý bà cô bác anh chị em. Thì hôm nay Quỳnh Tân có được một cái chuyến đi về ở thị trấn Ba Chúc, thì cũng có đi đến đây, nơi đây là một cái khu gò rất là lớn, thì có được những cái người dân có kể lại nghe nói ở nơi đây là có một cái cây thốt nốt, hai cây thốt nốt, và cái nơi vị trí đó là ngày xưa thì có những cái câu chuyện tâm linh rất đặc biệt. Rất là nhiều người dân ở đây khi đi ngang đó rất là sợ, vì cái khu đó là một cái có một cái người nữ kêu là ma nữ ru con dân giọng trên hai cây nốt. Thì ở trước mặt của mình là hai cây nốt nè. Ở phía trước của mình là có đêm hôm nay đi cùng với anh trai. Đây là hai cây thốt nốt mà được nhiều người dân mình phát hiện ra một cái con ma nữ đã từng dân giọng ở nơi đây để đưa con, và những người dân mình đã đi ngang đây thấy những cái nghe và thấy những cái tiếng em bé khóc ở phía trước mặt mình nè. Thì để mình lại mình quay cảnh cây thốt nốt cho bà con mình xem ngang gần tí nữa, để mình cùng với mấy anh em đi tìm hiểu những người dân ở xung quanh đây để hỏi thêm những cái câu chuyện về cái vong linh nữ ở nơi đây, về những cái đưa con như thế nào thôi. Ôi cái cây này cái đó sao quá ta, cây thốt nốt này thì mình nghĩ chắc cũng 70-80 năm vậy á, cái da của nó cần cỏi hết, trên này có dơi, có những con dơi. Vị trí giữa cái cây này với cây này nó rất là xa nhé, tầm khoảng 4 mét. Sớm về hôm qua có phát hiện ra điều gì không? Thấy gì đây? Ôi cái này chắc có lẽ là mình nghĩ là ngày xưa có dấu bom đạn chiến tranh, rồi nó bị khoét ra một cái lỗ ngay chỗ này nè, nó bị thủng vô một lỗ sâu lắm kìa. Những cái cây này mình thấy nó giống như là cái người ta mình nó bị chỗ ai gì đó, người lớn thì chỗ mồi, nghĩa là già nua, cái người thì già thì nó chỗ mồi, còn cái cây thì nó già thì nó bị cỏi ra, nó cần cỏi hết nè, độ tuổi của nó rất là lâu năm, nó cần cỏi hết. Mình nhìn hai cây này nó rất là đơn giản, tại sao mà ngày xưa lại có những câu chuyện tâm linh rất đặc biệt. Cây này cao lắm rồi bà con, nó tầm khoảng 10 mấy mét á. Vâng ngày thì sớm giờ mình đứng đây để quay sơ lược về cái cây thốt nốt thôi, rồi một tí nữa mình sẽ mời bà con mình đi tìm hiểu một số người dân chia sẻ thêm cái câu chuyện này cho bà con mình nghe tiếp tục nha. Hiện giờ chú còn nghe tiếng nít khóc không? Không, không có nghe đâu. À là hồi trước đó ha. Là mắc biệt luôn. Là từ 10 năm đảo về trước là chú còn nghe. Ở trên rớt xuống nữa. Con chỉ nhớ được chừng 60-70% thôi. Tại lúc còn nhỏ xíu. Lúc đó là 13-14 tuổi gì, hồi đó học cấp 2, mới lên cấp 2. Thì ông nói gì là năm 9 mấy. Con này 98 mà. Rồi 98 này phải rồi. Nói là nói là biết học cao cấp 2 là biết năm 9 mấy này. Thì cũng năm mấy năm. Ừ, năm mấy năm rồi. Là ngày xưa là ở xung quanh cái khu này là người ta đâu có dám đi qua đi lại đâu hả chú? Thì giờ đi cũng đi bình thường chứ có gì. Không, hồi trước năm tầm khoảng năm 90 đảo dày trước đó chú. Ít lắm. Năm đó bị nó ngay giặt giả rồi từng vú không ít ra đi. Thì ra mới gụ này mần bị nổ trái chết hoài. Miên đó hồi đời hồi năm 97-98 nó giặt miên đó. Rồi nó lắp khoảng 80, 85, 87, 90 còn sợ nữa.
là người ta sợ sợ trái hay là người ta sợ những cái bông hồn của cái người mà cái nơi này là có rất là nhiều người gặp rồi hả chú? Chắc mấy ông già chắc có gặp hồi xưa chắc có. Hồi xưa thì nhiều thôi. Thường thường con nghe nói là những cái bông nợ ma nữ mà đưa con á, con cũng chỉ nghe nói thôi, nhưng mà con cũng chưa thấy. Chú trước giờ chú từng từ nhỏ tới lớn chú từng thấy lần nào ở cái khu này chưa chú? Không, không có thấy đâu. Chỉ là có mấy năm trước á, cũng như 10 năm về trước á, con bằng gãy đây nè, rồi bằng đêm 11, 12 giờ đêm vậy đó. Nghe đứa nít khóc một lần, con bằng bên đó đâu, cả chỗ đó, con nghe đứa nít khóc đâu, ngoài ô ngoài này nè. Con giỏi được biết đi ra, con giỏi, con lúng cho không thấy trời. Nghe ngay đó đó. Rồi dám lắm rồi. Nhỏ có bầu dân dỗng nghe nữa. Nghe tiếng khóc luôn hả? Đó, hồn nghe ông bà xưa có nói nào đó, con gái bị miệng. Đúng rồi đó. Là mang bầu hả? Giờ chắc cũng mất rồi đó, cái ông đó đó, ông đó mới gành đó, ông đó là ông mần ở đây là chuyên môn đó, ông già đó đó là cái chú này này ha. Ông già đó đó, chú Năm, ông ghé cho con cháu nó hỏi ông gì kìa. Dạ con chào chú. Cái Năm bác về hai cái lốt đó hỏi dụng cái hai lốt nó quay cảnh phim gì coi, ông kể cho nó nghe coi. Ông tại vì con nghe bà con cũng hay kể về hai cây đốt nốt có những cái chuyện tâm linh về cái cô gái bồng cò dân dỗng đưa con cho cây đốt nốt không? Ông có thể chia sẻ gì đó, ông kể cho nó đi. Ông biết hẳn nữa. Ô, cái này là cái ông dòng này đó là cái đường xe anh ta đi rồi mấy ông lắp đó, chứ hồi đó cái đường xe trên cái bờ đó giờ là lâu đời lắm rồi đó. Dạ. Cũng lâu. Trên đó cũng có mấy đốt nốt mình chết rồi là ô bồng cần giọt. Còn ở đây đó, ở đây là cái bằng dòng trong đảo là cái ô dòng hồi đó dứa rồi dài lắm mà nó qua khỏi trên 16 thì rộng luôn á, dứa gai á, cây dứa gai dữ lắm. Dứa gai dữ dằn lắm á. Dạ nhiều. Cái đường nó bự, đường xe thở giờ hồi trước á, cái người dân tộc ở trước mình ở đây, người Kinh mình ở sau dòng trong đảo, dòng trong đảo là ở đây nè đó, mấy ngòi dòng nó như nuôi lọc như dừa đó, trên ngòi dòng trong đảo á, không biết yêu sao đó, không biết nữa. Nó là vậy đó. Vàng với đầu vàng xưa đầu có vàng. Đầu vàng nữa dạ. Nhưng mà hỏi mấy ông người dân tộc đã ở lâu đó dạ. Không biết cái đội nào không biết nữa dạ. Hồi sớm có ông bác kia người dân tộc kể là bên đó có vàng đào vô là đó. Nguyên một cái hố luôn hả ông? Người ta đào đường lỗ dài dài đó lấy vàng nó dài đến đó, mà Mỹ Thành thì dữ lắm mà cũng không biết cái đời nào, hỏi mấy ông già xưa hồi đó mấy ông người dân tộc đó dạ. Cũng nói không biết, tôi cũng không biết nữa. Rồi mình có biết cái đâu mà phản nào cái vậy á. Chắc có thể là do lúc nước thái thiên gặp địa đó giờ mà miễn miễn là nó đầu lúc như vậy cũng có nữa dạ. Rồi nhiều khi gạch đá gì không giống như của mình dạ. Sao thưa cô? Mình cũng không có bị dạ đâu là bị. Những người lớn tuổi hả cô? Cũng như mấy người lớn tuổi người ta nói cái chuyện truyền ra cái mình nghe truyền vậy đó dạ. Nhưng mà ngày xưa người ta truyền lại cho cô là như thế nào, cô có thể phục chuyện lại cho con cháu được nghe không? Đi ngang thì một lần ưa bị ma nhát nó vậy đó à, chứ đi... mình thì mình chưa có bị. Là những người lớn tuổi ngày xưa là ta đi ngang đây đều bị hả cô? Ừ, chứ còn cái tuổi nhỏ nhỏ này tấn lên thì không có thấy nữa đó. Người ta mà dạ. Già ta còn đi mà tối về tối tối rồi còn giờ tóc trẻ trẻ hay đi trẻ sớm về tối mà biết sớm về sớm là hiện giờ mình đi làm thì cũng về sớm cho nên là những cái hiện tượng đó mình cũng chưa có từng thấy. Nhưng mà cô bác ngày xưa lớn tuổi là đã thấy hả cô? Dạ. Chị có nghe nói câu chuyện về Gò Thành đó, chị có thể nghe người khác nói như thế nào, chị có thể chia sẻ lại cho em được một tí không chị? Câu chuyện Gò Thành á, cái Gò Thành á chị. Dạ nhưng mà người ta kể là người ta nói là nhà người ta gặp như thế nào, chị kể lại cho tụi em nghe tí chị. Thì nó nói là đó chỗ đó là ma nhiều vậy thôi. Nhưng mà những cái câu chuyện đó là chị cũng thường nghe những cô bác người ta hay nhắc lại lắm hả cô? Thì hồi xưa thì cũng người ta tụ lại thì người ta nói vậy đó. Dạ. Người ta nói ở khúc này khúc kia này kia vậy đó. Rồi dạ. Mình nghe chứ mình không có thấy. Chứ mình đâu có đó nói cho ai chưa biết. Thì hồi sớm con cũng có gặp được một chú thì cũng có nghe chú kể, nhưng mà chú nói thì cũng có, nhưng mà hồi chú nói là khoảng từ thập niên 80 đến 90 á. Đảo dài về trước thì chú cũng có được biết là những người đó đi ngang khu này thì không có dám đi tại vì rất là sợ cái khu này. Nhưng mà từ thập niên 90 đảo ngược về đây á thì nó không có còn cái vụ mà bị nhát đó nữa thưa cô. Dạ. Thì chắc con nghĩ là những cái câu chuyện mà cô được nghe thì cũng như là chú hồi sớm vừa kể là nó cũng y như vậy. Chú không làm thì bị nhát dữ lắm đó.
Dạ. Còn bây giờ thì trở về chừng... Cô ơi, cái khu này là ngày xưa là chiến tranh giữa Việt Nam với Campuchia cái gì? Pol Pot là ở khu này rất là nhiều người chết hả cô? Nhiều người chết là chết khúc ở trên kia kìa, trên chợ đó. Bước qua chợ của anh đó. À. Bị Miên, đợt đó là Miên nó giết đó, chết nồng lạng đã luôn á. Ôi, cái đó là năm 78 đó hả cô? Mình chửi tâm bủ đó, à. Nó không có nhớ mà mấy mà năm đó cũng chạy chết mẹ nữa. Dạ. Cái năm chạy giặc Miên là ở trên vườn Thanh Trong nó chết là trong hang đó là ba ông Tư Quốc đó, là ấy má ông Tư Quốc đó là năm giặc Miên năm mấy. Má ông Tư Quốc chết đó là hỏi có cổ mày ông kể hay đó. Bởi ừ vì... thì chết trong hang có ơn ông Tư, ông đi ra ngoài ông còn lọt lại, còn trong hang gia đình chết hết đó. Thì cổ mày cổng xuống đó. Ở trên đất mình đó. Ôi chết mà năm đó là chết nguyên một gia đình trong một cái hang luôn hả chị? Ừ, cũng như trời. Cũng như là ở đó Nguyên nó tháo kích vô là lọt vô con người ta trốn trong cái hang đó, nguyên gia đình 8-9 người. Ừ. Lọt cái chết ở trên đất luôn. Trời ơi. Một, tự nhiên là còn có ơn ông Tư Quốc luôn. Còn còn Tư Quốc thứ ba ổng là Tư Quốc ba ổng bị thương mà sao? Sao lại ba ổng mạnh mạnh mà sao ba ổng chết? Đau chứ. Bây giờ còn Nam Trung Quốc đó. Cô ngoài những cái câu chuyện hồi sớm giờ cô được biết cái cô thì ở cái khu Ba Chúc này cô có từng được thấy và nghe những cái câu chuyện về ma mà cô đã từng chứng kiến ở khu này không thưa cô? Không, nghe nói xong cái hồi đó giờ chưa có bị ma nhá. À. Có dám đi đâu đâu mà bị. Thì là nghe cô ta nói cái sợ cũng đâu có dám đi. À. Còn ví dụ Miên thì nó đợt nó giết rồi giờ giết nó tháo kích cho chết thì khó vậy đó, mình biết mình thấy vậy thôi. Dạ. Yeah. Người ta nói đi ngang là bị nó nhát rồi ta sợ người ta chạy vậy thôi hả? À mà có rất là nhiều người mà cũng kể lại là bị nhát là chạy như vậy không đó hả cô? Ừ, đúng rồi đó. Dạ. Yeah. Tôi nghe nói cái tôi sợ tôi đâu dám đi giấu giờ chỗ đó đâu. Dạ. Ngày xưa tôi không có bị. Ngày xưa thì ở đây không có trồng rẫy đâu hả cô? Trồng lúa mùa. Ờ, mà lúa mùa nhiều. Dạ. Bởi vì hỏi vụ mà hôn vô con này mình đâu có biết đâu, không biết thiệt. Dạ. Yeah. Thì thằng cha nói vậy đó. Chứ biết sao nói vậy hả? Dạ cô ơi, con cũng cảm ơn cô đã chia sẻ những cái thông tin này sớm giờ cho con được biết đó, con. Dạ em cảm ơn luôn chị ơi. Dạ dạ dạ. Thì mình có làm sao thì nói vậy. Dạ dạ dạ. Dạ, thì con cũng chúc cô với chị cũng rồi giờ sức khỏe, cũng như là làm những cái công việc của mình đó, nó sẽ không có mệt. Dạ, luôn luôn may mắn. Dạ, dạ con cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn luôn em. Dạ, dạ.